Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ba là Nhật. Xin giới thiệu cho mọi người một chiếc đồng hồ khá là độc đáo đến từ thương hiệu Senco. Trước tiên thì nói về phần độc đáo của nó, đó là cái kim dây này. Bình thường thì gần như đây là lần đầu tiên em gặp cái mẫu này. Cái kim dây của nó lại ngắn bằng một nửa so với kim giờ và kim phút. Nó cũng là một cái hay, điểm nhấn riêng cho cái chiếc đồng hồ này. Về phần khung hình của nó thì em này nhìn cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Chất liệu ở ngoài là gỗ, bên trong ở đây thì nó có một cái khung riêng là màu xanh coban. Nó như kiểu như là một cái khung hình, khung tranh cũng rất là đẹp. Mặt số là số nổi luôn mọi người nhá, số nổi hoàn toàn, mình nhìn rất là rõ. Cái này thì nó hơi trầm, màu của nó hơi trầm một chút, thế là bác nào không gian phù hợp với cái màu trầm như này thì có thể treo em này cũng rất là phù hợp. Cực kỳ nặng luôn mọi người ạ. Em không hiểu vì sao mà gỗ với cả thêm cái chất liệu gì ở bên trong mà nó rất là nặng tay chiếc đồng hồ này. Em này kích thước rất là to, 35 x 36. Mã của chiếc đồng hồ là 723. 723. Mọi người mà muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như là muốn biết về giá hay là ảnh của máy đằng sau của sản phẩm thì có thể tham khảo trên tất cả các kênh bán hàng của shop. Mã là 723. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.